nguồn từ những tâm huyết với việc làm thế nào để tìm ra một cái giải pháp mới cho nông nghiệp Việt Nam. Thì năm 2014, công ty Đà Lạt Hatch Farm đã thành lập bộ phận BioPro để nghiên cứu và sản xuất các chế phẩm sinh học, đất sạch và đặc biệt là tiêu địch để phục vụ cho nông nghiệp sạch của Việt Nam. Khi mà tôi đi ở vườn đó, mà nếu mà tôi nhìn thấy cái lá ớt đó mà thấy có con tiêu địch của mình còn sống, thì có nghĩa là nó ớt nó không có phun thuốc thì nó mới không sống được. Và tôi thét thuốc đó thì tôi ăn bình thường thôi, nghĩa là không có sợ gì cả. Quý vị ở đây có thể lan tỏa những cái điều tuyệt vời đó đến nông dân, đến khách hàng của mình, đến người thân của mình, để cho mọi người có một cuộc sống sạch, khỏe ạ.